kinh diệu pháp liên hoa phẩm thuộc ký thứ sau lùng bây giờ đừng thể con nói bài kệ đó rồi bao can đại chúng thương lời thế này ông ma ca diếp đề tử của ta ở đời vì lai sẽ phụng thờ ba trăm muôn ứng ca đương thế con cũng vàng cũng kính con trong người khen rộng nói vô lượng đại pháp của các đức phật ở nơi thân rõ sao đường thành phần hiểu là quang minh như lai ưng cung chánh biên trì minh hành tung thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phật thế tôn nước tên là quang đứng kiếp tên là đại trang nghiêm phật thọ mười hai tiểu kiếp chính pháp trụ thế hai mươi tiểu kiếp cõi nương tốt đẹp không có cản thứ giờ xấu ngói sỏi gai gọc cùng đồ tiền lời chẳng sanh tội đó bằng thằng không có cao thâm hầm hố gò nóng đấm bằng lưu ly cây bao thẳng hàng vàng rồng làm dây để dăng bên đường rải các hoa báo khắp nơi sạch sẽ Bồ Tát trong hướng đó đông vô lượng nghìn ưng các chúng thanh văn cùng lại vô số không có việc ma dẫu là có ma và dân ma nhưng đều hộ trì phật pháp bây giờ đứng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng bảo ca tỳ kheo rằng ta dùng mắt của phật thấy ông ca diếp này ở nơi đời vị lai qua vô số kiếp sau sẽ đưa thành quả phật mà ở đời vị lai cúng dâng và kính thờ đủ ba trăm muôn ứng ca gần phần thế tôn vì cầu trí tuệ phật mà tình tu phạm hành cúng dâng đấng tối thương nhị túc tôn xong rồi tu tầm trọn tâm cả trí tuệ bậc vô thường ở nơi thân rốt sao được chứng thành làm phật cõi đó rất thanh tịnh chất lưu ly làm đất nhiều thứ cây bằng bầu thằng hàng ở bên đường dây vàng dân ngăn đường người ngó thấy vui mừng thường khoảng ra hương thơm đại ca thư hoa đẹp các món bảo kỳ diệu dùng để làm trang nghiêm cõi đó đất bằng thẳng không có những gò hầm các hàng chúng bồ tát đông không thể xứng kể tâm cá vị hòa diệu đến đưa thần thông lớn cùng trì các kinh điển đại thừa của các phần các hàng chúng thanh văn bần vô lậu rốn sao là con của pháp vương cùng chẳng thể đem biết nhận đến dùng thiên nhãn cũng chẳng thể đem biết phần đó sẽ sống lòng tuổi mười hai tiểu kiếp chính pháp trụ ở đời đủ hai mươi tiểu kiếp tưởng pháp trụ ở đời cũng hai mươi tiểu kiếp đứng quang minh thế tôn việc của ngài như thế lúc bây giờ ngài đại mộng kiền liên ngài tu bồ đề ngài đại ca chiến diễn vân vân thầy đều rung sợ một
lòng chấp tay chìm ngưỡng dung nhan của Phật mân không hề tạm rời, liền đồng tiếng nhau nói kể rằng: Thế Tôn rất hùng mạnh pha vương trong dòng thánh, vì thương xa chúng con mà ban dòng tiếng Phật, nếu rõ thâm tâm con được phần thủ ký cho như dùng cam lồ đưới từ nông được mát mẻ. Như từ nước đói nên bồng gầm cổ tìa vua con ôm lòng nghi sợ chưa dám tự ăn, liền nèo lại được vua bảo về sao mới dám ăn. Chúng con cũng như vậy hằng nghi lỗi tiểu thừa chẳng biết làm thế nào. Được về vô thượng phận dầu nghe dòng tiếng Phật nói, chúng con thành phần còn ôm lòng lo sợ như chưa dám tự ăn, nếu được phần thu ký mới là khoái an vui. Thế Tôn rất hùng mạnh thường muôn an thế gian, xin thù ký chúng con nhớ đói cần bảo an lung. Bây giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn bảo các thầy thì kêu rằng: Ông tu Bồ Đề đây đến đời vị lai phùng thờ 300 năm muôn ứng na do tha đức phần. Cùng và cung kính tôn trọng người khen thường tu hành thầm tình đủ đạo Bồ Tát ở thân rốt sao đưa thành phần hiệu danh tướng Như Lai ứng cung chinh biến chỉ minh hành tung thiền thề thế gian dài. Vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn kiếp đó tên hữu bửu nữa đó tên là bửu sinh cõi đó bằng thân đất bằng lưu ly cây báo trang nghiêm không có những gò hằng. Các loài gái chồng cùng tiền lời nhớ giái hoa bao trại đắng khắp nơi sanh sẻ nhân dân cõi đó đều ở đài báo và lò ga quy đẹp hàng đệ tử thanh văn đông vô lượng vô biên tinh kế cùng thi vũ đều không thể biên. Ca chúng Bồ Tát đông vô số nghìn muôn ức na do tha đứng phần thọ 12 tiểu kiếp chinh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp tương pháp cũng trụ đời 20 tiểu kiếp. Đứng phần đó thường ở trên hư không vì chúng nói pháp độ thoáng đường vô lượng Bồ Tát cùng chúng thanh văn khi đó đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Các chúng tỳ kheo này nay ta bao căn ông đệ nên phải mồm lòng lắng nghe lời ta nói. Đệ tử lớn của ta là ông tu Bồ Đề rồi sẽ đương làm phần hiểu gọi là danh tướng, sẽ phải phung vô số muôn ứng các đức phận theo hạnh của phận làm. Lần lần đủ đạo lớn thân đó sao sẽ được 32 tướng tốt sinh lịch đèn đẻ lắm. Dường như núi bao lớn coi nước của phần đó trang nghiêm sành thứ nhất chúng sinh nào được thấy không ai chẳng ưa mến phần ở trong cõi đó độ thoát vô lượng chúng trong phạm hội của phần các Bồ Tát đông nhiều thấy đều bật lời căn. Truyền pháp luân bằng thôi coi nước đó thường dùng Bồ Tát để trang nghiêm cán chúng thanh văn lớn chẳng có thể đem kể đều được ba món minh đủ sao thường.
phàm giải thoát có uy đức rất lớn. Đức Phật đó nói pháp hiện ra vô lượng muốn pháp thần thông biến hóa chẳng thể nghĩ bàn được. Các hàng trời nhân dân số đông như hàng xa đều cùng nhau chắp tay lóng nghe lời Phật dạy. Đức Phật đó sẽ thọ tuổi 12 tiểu kiếp chính pháp trụ lại đời đủ 20 tiểu kiếp tượng pháp trụ ở đời cũng 20 tiểu kiếp lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo ca chúng tỳ kheo ta này nói với các ông. Ông đại ca chiến viên này ở đời sẽ tới dùng các đồ cung mà cung vàng cung thờ tám nghìn ứng Phật cung kính tôn trọng sau khi ca đứng phần diện đó ông đều dừng tham miếu ca mô nghìn do tuần ngang rồng ngay bằng 500 do tuần. Tham miếu đó dùng bài muôn bao vàng bạc lưu ly xa cừ mã não chân châu và mai khôi hôm lại thành cúng vàng tham miếu bằng càng thứ hoa chuỗi ngọc hương xoa hương bột hương đốt lòng nhiễu tràn phan. Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng vàng 20 muôn ức vẫn cùng những trước cúng vàng ca đưa Phật đó rồi đủ đạo Bồ Tát sẽ được làm Phật hiểu diêm phù na đề kim quang Như Lai ứng cung chánh biên trì. Minh hành tụng thiền thể thế gian giải vô thượng thi điều người trường phu thiên nhân chư Phật Thế Tôn cõi đó bằng thẳng đấng bằng pha lê cây bao trang nghiêm văn rồng làm dây để dân bên đường. Hoa đèn trại đấng khắp nơi xanh xè người đường thay đều vui mừng không có bốn đường giữ địa ngục ngạ quỷ súng sanh và tu la ca trời cùng người rất đồng cảm chúng thanh văn và bồ tát vô lượng muôn ứng trang nghiêm nước đoan. Đừng phần đó thọ 12 tiểu kiếp chính pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp tượng pháp cúng trụ 20 tiểu kiếp lung đó Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng các chúng tỳ kheo này đều nên một lòng nghe như lời của ta nói chân đó không khác là ông ca chiến viên này sao sẽ dùng các món đồ cung vàng tốt đẹp mà cung vàng các phần cản đứng phần diệt rồi. Dừng tháp bằng bày bao cung dùng hoa và hương để cúng vàng xa lời thân rốt sao của ông đưa trì tuệ của phần thành bất đẳng sinh gia cõi nưa đơn thành tình đồ thoát đường vô lượng muôn ứng hàng chúng sinh. Đều được mười phương khá thường đáng kinh cũng vàng ánh sáng của phần đó không ai có thể hơn đừng phần đó hiểu là diêm phù kim quang phần Bồ Tát và thanh văn dưng tầng cả hữu lầu đông vô lượng vô số trang nghiêm còi lương đó. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo trong đại chúng ta nay nói với các ông đại mũng kiền liên đây sẽ dùng các món đồ cung vàng tam nghìn các đứng Phật cung kính tôn trọng sau khi càng đứng phần diệt đồ đều dừng tham yêu cầu.
một nghìn do tuần ngang rộng thăng bằng năm trăm do tuần dùng bảy món bao vàng bào lưu ly xa cư mã nao chân châu và mái khôi hôm lại thành đêm ca thử hoa chuối ngọc hương xoa hương bồ hương đốt lòng nhiễu và tràn phan để cúng vàng tham. Sau lúc ấy là xe cúng vàng hai trăm muôn ngưng ca đứng và cũng như trước rồi xe đường thành phần hiểu đã ma la ba chiên đàn hương như lại ưng cúng chánh biên trì minh hạnh túc thiền về thế gian giải vô thượng trí điều ngự trường phun thiên nhân chưa vào ta con kim đó tên là Hỷ Mạng Nương đó tên là Hỷ là cõi đó bằng thắng chấn pha lê làm đấng cày báo trang nghiêm rải hoa trần châu khắp nơi trành sẽ người được thấy đều vui mừng. Các hàng trời người trắng đông Bồ Tát và Thánh Văn số nhiều vô lượng đứng phân đó thọ hai mươi bốn tiểu kiếp chính pháp trụ lại đời bốn mươi tiểu kiếp tường pháp cũng trụ bốn mươi tiểu kiếp. Khi đó đừng thế tôn muốn xuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng đệ tử ta đây là đài một kiện liên bỏ thân người này rồi sẽ đưa gặp tám nghìn hai trăm muôn ứng vị ca được Phật Thế Tôn ông vị cầu Phật đạo nên cùng vàng cung kinh ở nơi các đứng Phật thường tu trì phạm hành ở trong vô lượng kiếp phụng trì pháp của Phật ca được phân diện rồi xây tham bằng bảy bảo tháp vàng rất cao rộng dùng hoa hương kỳ nhà để dùng dân cung vàng tham miêu ca đất phân rằng lần đường đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi ở nơi nước Ý Lạc mà đường thanh qua phẩm hiệu là Ba Ma La bà chiên đàn hương Phật đất phân đó thọ mệnh hai mươi bốn tiểu kiếp thường vì hàng trời người mà diễn nói đạo phẩm chúng thanh văn vô lượng như cho cả sông hằng đủ ba mình sao thông đều có uy đứng lớn Bồ Tát đông vô số chỉ bền lòng tinh tấn ở nơi trí tuệ phần đều không hề thối chuyên sau khi phân diệt đồn kinh pháp sẽ trụ đời đủ bốn mươi tiểu kiếp tường pháp cũng như thế các đệ tử của ta bận quy đức đầy đủ số đó năm trăm người ta đều sẽ thù kiên ở nơi đời vị lai đều được chứng thành Phật ta cùng